Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video review các sản phẩm của Vinmark. Và ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn một chiếc máy thái đa năng, thái lát, thái sợi và thái hột lựu, kết hợp nhiều chức năng trong cùng một chiếc máy. Đó chính là chiếc máy này đây, với model là BMT300. Thì chiếc máy này tích hợp đủ các chức năng cần thiết của chúng ta sử dụng cho nhà hàng, bệnh viện, gia đình. Một chiếc máy rất là nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều diện tích và cực kỳ là nhẹ, chúng ta có thể di chuyển được dễ dàng. Một chiếc máy cực kỳ là hữu ích cho các bà nội trợ, các cô, các chú mà mình nấu ăn trong các quán hoặc là nhà hàng, căng tin của trường học. Hãy cùng mình điểm qua các bộ phận của máy. Đầu tiên ở đây thì mình đang có một cái lưới thái sợi, có hai lưỡi hai bên. Tiếp đến là lưỡi thái hột lựu. Đi kèm thì mình sẽ có các cái khuôn thái khác nhau với các kích thước khác nhau, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Mọi người sẽ lắp cái khuôn đấy vào trong cái khay này. Mọi người để ý là khi mà mình lắp ấy, ở đầu này này, nó có một cái gờ lên, thì các bạn điểm đúng vào cái điểm gờ ở đây để các bạn hạ xuống. Đó, nó khớp với nhau là được ạ. Đây ạ, là đã lắp vào được rồi. Và ở bên đây là lưỡi thái lát. Mình có thể thái lát khoai tây, cà rốt, dưa chuột hoặc là mướp đắng. Máy thì được trang bị motor 300W rất là khỏe. Với motor tốc chậm giúp cho cái việc thái của chúng ta nó sẽ rất là đều. Ở đây thì mình sẽ có cái khay, mình sẽ cho vào đây. Ví dụ như những cái sản phẩm mà mình dùng kích thước nhỏ thì mình sẽ cho cái khay này thêm vào. Và đây là bộ phận ấn để chúng ta có thể nén sản phẩm xuống để nó ra. Đây là cửa ra của sản phẩm này. Bên trong là bộ phận chứa. Thì mọi người có thể nhìn thấy khi mà chúng ta thao tác rửa thì cực kỳ là dễ dàng. Chúng ta chỉ cần tháo cái lắp ra là rửa thôi. Và bộ phận bên trong này thì các bạn lau bằng khăn sạch hoặc là mình sẽ xịt nước để rửa. Điểm cộng của chiếc máy này là nếu mà chúng ta lắp các chi tiết vào máy, nếu chúng ta lắp không đúng thì máy sẽ không quay, thì nó sẽ rất là an toàn cho người sử dụng. Nên là khi mà các bạn sử dụng chiếc máy này thì chúng ta lưu ý là cẩn thận. Các lưỡi dao ở đây của chúng ta rất là sắc, nên là lúc mà chúng ta tháo rửa hoặc chúng ta thay các cái thay khác nhau để thái lát, thái sợi thì mình lưu ý là mình phải cẩn thận để tránh bị đứt tay ạ. Và bây giờ thì ở đây thì mình đang có rất là nhiều các cái loại củ quả khác nhau như cà rốt, mướp đắng hay là dưa chuột. Mình sẽ thao tác thử cho các bạn cùng xem. Đầu tiên thì mình sẽ thái với chức năng hạt lựu. Vừa giờ mình đã có lắp dao sẵn rồi, thì bây giờ mình sẽ lắp vào. Các bạn lưu ý là cái phần lưỡi dao nhé, khi mà mình cầm mình cho vào thì mình rất là cẩn thận vào. Các bạn lưu ý là khi mà mình cho vào thì mình nhớ là phải để đúng khớp này. Rồi, vậy là chúng ta đã lắp xong. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cắm điện và test thử. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thực hiện với chức năng là thái hạt lựu cho củ cà rốt ở đây. Thì thao tác cực kỳ là đơn giản, các bạn chỉ cần cắm điện này. Và chúng ta cho củ cà rốt vào. Dạ, các bạn thấy không ạ? Với chức năng thái hạt lựu, những cái hạt lựu rất là đều, có thể sử dụng để trong các cái món muối củ quả hoặc là nấu súp cũng như là làm cơm chiên. Tương tự với các cái khuôn còn lại ở đây thì khi mà chúng ta thái thì nó cũng sẽ ra hạt vuông với kích thước phù hợp với các cái khuôn ở đây ạ. Tùy vào nhu cầu sử dụng chúng ta, tùy vào những cái loại thực phẩm hay là các món ăn mà chúng ta chế biến mà các bạn sẽ thay thế các cái kích thước khuôn khác nhau. Bây giờ thì mình sẽ test thêm trên một củ cải ở đây nữa. Cái phần ống miệng cực kỳ là cao nên khi các bạn cho vào thì các bạn hoàn toàn yên tâm là nó rất là an toàn. Sau khi xong thì các bạn sẽ tắt điện. Đấy, củ cải của chúng ta sau khi thái đấy, nó hột cũng rất là đẹp. Một bên là cà rốt, một bên là củ cải đó. Sẽ thực hiện thao tác là thái sợi. Mình sẽ tháo cái khuôn thái hột lựu ra và mình sẽ thay bằng cái khuôn thái sợi vào. Và mình sẽ thao tác cho các bạn cùng xem. Thì các bạn lưu ý là mình chỉ cần đẩy ra thôi. Mình đẩy ra và mình nhấc lên. Mình nhấc cái phần khuôn ra. Và mình lại đặt cái khuôn thái sợi này vào. Các bạn lưu ý là khi mình đặt vào thì mình nhớ là đúng khớp nhé. Đó, đúng khớp là được ạ. Và mình lại đặt cái khuôn lên là được. Các bạn lắp
không đúng khớp thì máy nó sẽ không lên và mình sẽ phải thao tác lại. Giờ thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác là thái sợi trên củ cải. Đây một nửa củ cải vừa giờ mình còn, bây giờ mình sẽ thực hiện. Các bạn bật công tắc này. Chúng ta có thể thái củ cải để phơi, để muối này, xào đều ok. Chúng ta có thể bỏ vào các cái loại đồ muối cũng như kim chi. Thao tác trên cà rốt. Củ cà rốt này nó hơi nhỏ nên là thành ra là mình sẽ cho vào với bề ngang, mình sẽ thái sợi theo bề ngang. Mình sẽ chia củ cà rốt này ra trước này. Đẹp đúng không ạ? Đây các bạn có thể nhìn thấy này, cực kỳ là đẹp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lắp lưới thái lát vào để chúng ta thao tác với những sản phẩm còn lại, với trên chiếc lưỡi còn lại này ở đây. Các bạn lưu ý nhé, ở trên cái phần khuôn này này, mình hướng dẫn cho các bạn này, không tự dưng mà người ta sẽ làm hai cái phần lỗ này đâu. Mình sẽ cầm tay vào như này, chúng ta sẽ rất là an toàn khi sử dụng. Chúng ta cầm và chúng ta để vào. Ok, bây giờ mình sẽ thao tác với mức trắng nhé. Bật máy này, cho mức trắng này. Các bạn nhìn thấy những lát mức trắng ở đây này, cực kỳ là đều nhau nhé. Để so kích thước này, rất là đều nhau. Lát mướp đắng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Nhà hàng, các quán ăn mình sử dụng chiếc máy này rất là tiện, hay là trong gia đình cũng thế. Mình sẽ thái dưa chuột ở trên đây nhé. Mình sẽ thử dưa chuột. Các bạn bật thái này. Những lát dưa chuột cực kỳ là đều nhau ạ. Rất là đẹp. Sau khi chúng ta sử dụng xong máy thì mọi người sẽ tháo tất cả các bộ phận của máy ra và mình sẽ rửa. Nó tương tự giống như là một chiếc máy xay sinh tố hoặc là một chiếc máy ép. Đây các bạn để cần tháo nớt ra. Các bạn có thể nhấc cả máy lên như này. Đây ạ. Xong mình sẽ dính cái bộ phận này. Còn ví dụ như bộ phận ở đây thì mọi người chỉ cần lau chùi thôi nhá. Mọi người tránh để nước tiếp xúc vào bề mặt này để nó làm bị hỏng máy. Một chiếc máy rất là nhỏ gọn đúng không ạ? Một chiếc máy cực kỳ là nhỏ gọn, với thân máy toàn bộ là bằng inox và nhựa cao cấp, nên cái việc vệ sinh của chúng ta sẽ rất là dễ dàng, cũng như là nó không chiếm quá nhiều không gian diện tích của căn bếp của gia đình mình, hoặc là trong các quán ăn, căng tin, khách sạn, cả nhà hàng. Phẩm rất là nhỏ gọn, tích hợp nhiều chức năng, không quá cồng kềnh, không phải vệ sinh quá nhiều hay là hoặc là có quá nhiều các cái phụ kiện đi kèm, nhưng mà vẫn đảm bảo được cái công năng đầy đủ các cái chức năng mà chúng ta mong muốn sử dụng trong gia đình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này cũng như là mua hàng một cách nhanh nhất thì quý vị và các bạn có thể liên hệ đến số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website maymocviet.vn. Vinmark luôn luôn cung cấp cho các bạn những thiết bị, những sản phẩm gia đình, thiết bị về thực phẩm thông minh nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chào tạm biệt.